Thưa quý vị, ngày hôm nay thì giá lợn hơi tiếp tục tăng từ 1 đến 2.000 đồng một ký tại nhiều địa phương ở các tỉnh thành của phía Nam. Và mức giá cao nhất cả nước ngày hôm nay được ghi nhận đó chính là 80.000 đồng một ký tại khu vực Hà Nội và Hưng Yên. Mức thấp nhất đã là 72.000 đồng một ký tại một số tỉnh thành của miền Tây. Vâng, và miền Bắc thì vẫn tiếp tục dẫn đầu và dao động trong khoảng là từ 75 cho đến 80.000 đồng một kg. Dự báo là vẫn có thể tăng tiếp, nhất là vào dịp cận Tết Nguyên đán Tân Sửu, do nguồn cung lợn đang khan hiếm sau chuỗi thời gian bán ra mạnh, khiến cho số lượng lợn trong các trại nuôi nhỏ lẻ và nông hộ gần như đã cạn. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên cao nhất là 76.000 đồng một kg và đang tiếp đà đi lên tại một loạt địa phương. Các tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg lên 74.000 đồng một kg. Tương tự, Thanh Hóa và Bình Thuận cũng tăng 2.000 đồng lên mức 75.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Ninh Thuận ở mức 72.000 đồng một kg, thấp nhất toàn khu vực. Thị trường lợn hơi miền Nam hôm nay giá cũng tăng 2.000 đồng một kg tại hầu hết các tỉnh thành, dao động trong khoảng 72-75.000 đồng một kg. Các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh đồng loạt tăng 2.000 đồng lên mức 73.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre có giá cao nhất miền 74-75.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền xã Đức Minh, huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi vừa xác nhận trên địa bàn có hai ngư dân bắt được một con cá lạ nặng lên đến 18 kg, nghi là cá sấu vàng. Hai ngư dân Dương Trường Thuận, 53 tuổi và Ngô Văn Lan, 53 tuổi, ở thôn Hội An 1, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, trong lúc kéo lưới đã bắt được một con cá lạ nặng 18 kg, dài khoảng 1 mét, thân có sắc vàng óng ánh, miệng cá có màu vàng nghệ. Ông Lan cho biết hai người đã rất vất vả mới đưa được con cá lạ lên khỏi mặt nước. Khi đưa con cá về nhà, rất nhiều người dân xung quanh đến xem. Một số người có kinh nghiệm cho rằng đây là cá sủ vàng quý hiếm. Hiện tại, con cá đang được cấp đông chờ người tới mua. Vâng, thưa quý vị, cũng cần phải nói thêm cá sủ vàng còn gọi là cá đường là loại cá lớn nhất trong họ cá đù thuộc bộ cá vượt, phân bố ở khu vực Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam của chúng ta. Loại cá này sống ở biển nhưng thường sinh sản tại các cửa sông. Thịt cá thì thơm ngon và có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là bong bóng cá sủ vàng được sử dụng làm chỉ khâu tự tiêu trong y tế nên là giá bán rất là đắt. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, quất cảnh chết vì mưa bão, sâu bệnh, giá bán hạ và khó tiêu thụ đang khiến cho hàng trăm hộ trồng quất ở Quảng Nam như ngồi trên đống lửa. Câu chuyện xảy ra tại làng quất Cẩm Hà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ lâu, được biết đến là thủ phủ quất cảnh khu vực miền Trung. Cứ bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, thì thương lái các tỉnh như Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi tìm đến Cẩm Hà để đặt mua. Mỗi năm nơi đây cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn chậu quất, doanh thu mỗi năm từ trồng quất của xã này lên tới trên dưới 100 tỷ đồng. Mưa bão liên tục trong năm qua khiến cho người trồng quất tại đây bị thiệt hại rất lớn. Nhiều nhà vườn có đến khoảng 90% số chậu quất bị chết do ngập úng và nấm bệnh. Theo thống kê, năm nay toàn thành phố Hội An trồng hơn 100.000 chậu quất, nhưng sau mưa lũ chỉ còn khoảng 70.000 chậu. Trong khi đó, năm nay quất còn rất giá thê thảm, hiện giá quất chỉ bằng một nửa năm ngoái. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại vùng trọng điểm trồng kiệu Tết tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, người nông dân tại đây đang nhộn nhịp tất bật chăm sóc kiệu để kịp bán trong dịp Tết. Những ngày này, tại vùng trồng kiệu Tết thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh luôn tất bật cảnh nông dân chăm bón kiệu để kịp thu hoạch vào tháng 12 âm lịch tới. Hàng chục hecta kiệu đang phát triển tốt. Được biết, để trồng được 1 hecta kiệu, người dân phải đầu tư gần 230 triệu đồng để mua giống, phân bón và công lao động. Bình quân mỗi hecta kiệu sau 4 đến 6 tháng trồng cho thu hoạch từ 30 đến 40 tấn 1 hecta với giá bán dự kiến 40.000 đồng một ký trong dịp Tết. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận từ 300 đến 500 triệu đồng 1 hecta. Hàng năm, kiệu Cam Ranh sau khi thu hoạch, ngoài cung cấp cho các chợ đầu mối trong tỉnh Khánh Hòa, còn được tiêu thụ tại các tỉnh lân cận, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cây đàn hương được các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu từ năm 2005, nhưng phải đến năm 2014 thì mới được triển khai nhân giống thành công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chính thức công nhận giống cây trồng cây lâm nghiệp mới và giống cây đàn hương có xuất xứ Karnataka, Ấn Độ. Vâng, và quyết định 1305 giao cho Tổng cục Lâm nghiệp
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa giống được công nhận vào sản xuất ở những nơi có điều kiện sinh thái tương tự nơi trồng thử nghiệm. Đến nay thì cây đàn hương đã được trồng tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước, tập trung ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và khu vực Bắc Bộ. Tại nhiều vùng, cây đàn hương đã bắt đầu cho thu hoạch và mang lại giá trị kinh tế cao. Được trồng từ năm 2015, những cây đàn hương đã bắt đầu cho thu trái ngọt. Riêng cây đàn hương này tôi thấy phát triển rất tốt. Trong ý tưởng dưỡng cái đất này rất là phù hợp, vừa khí hậu. Năm thứ hai cũng khoảng 1 ký trên một cây. Năm thứ tư là cũng khoảng 2 ký trên 2 ký một cây. Lấy về, mình vò xong rồi cái vỏ, lấy cái nhân về bán cho viện nghiên cứu. Cây đàn hương là 400 ngàn một ký. Theo kết quả khảo sát, tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây đàn hương ở Việt Nam nhanh hơn tại Ấn Độ khoảng 20%. Bình thường cây tại Ấn Độ năm thứ 3 mới có quả, thì cây đàn hương tại Việt Nam năm thứ 2 đã có quả. Điều này chứng tỏ cây đàn hương rất phù hợp để phát triển tại một số vùng của nước ta. Ban đầu thì cũng có rất là nhiều người cũng nói là hay mấy ông này cố gắng nói cho nó hay để là bán giống hoặc là để nói chắc gì cây đàn hương trồng ở Việt Nam đã có lõi và chắc gì nó đã phát triển được. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi trồng được 3 năm, chúng tôi bắt đầu cưa những cái cây đầu tiên. Dưới sự chứng kiến của chuyên gia Ấn Độ thì chuyên gia rất là ngạc nhiên bởi vì cây trồng 3 năm ở Việt Nam mình đã có lõi từ 3 đến 4 cm. Tôi thấy Việt Nam có tiềm năng để phát triển cây đàn hương như là một loại cây trồng quan trọng, chủ yếu là do điều kiện khí hậu phù hợp. Tôi đã đến thăm và nhận thấy điều kiện ở đây có mô hình giống với ở Ấn Độ. Việt Nam có thể trở thành quê hương thứ hai của cây đàn hương. Là người đầu tiên đưa cây đàn hương từ Ấn Độ về Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Thoại luôn trăn trở để phát triển cây trồng mới này. Trong đó, đầu ra cho sản phẩm từ cây đàn hương là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đây cũng chính là mối lo ngại lớn nhất đối với người trồng hiện nay. Thì hiện tại, Viện Nghiên cứu Cây Đàn Hương đã phối hợp với Tập đoàn Đàn Hương Việt Nam để là thứ nhất là những hộ mà mua giống cây đàn hương từ Viện Nghiên cứu Cây Đàn Hương là chúng tôi là hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Cái giống cây thì tôi khẳng định là giống cây từ Viện Nghiên cứu Cây Đàn Hương là giống cây đạt chuẩn. Đầu ra thì Tập đoàn Đàn Hương đã ký hợp đồng đầu ra cho cái hạt và cái gỗ của cây đàn hương với cái số lượng không hạn chế. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ hơn một tháng nữa chúng ta sẽ bước vào ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây cũng là thời điểm mà các cơ sở sản xuất kinh doanh tất bật chuẩn bị hàng hóa để phục vụ cho thị trường. Tại các cơ sở sản xuất thực phẩm, không khí lao động hối hả để kịp giao những đơn hàng Tết cũng đã bắt đầu. Ghi nhận tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Từ vài tháng nay, cơ sở sản xuất bún Tú Trinh luôn tấp nập. Với truyền thống hơn 30 năm làm nghề, đến nay, cơ sở sản xuất bún này đã cải tiến và cho ra đời sản phẩm chất lượng cao và an toàn, được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Bây giờ một ngày có thể là 6 tấn, 7 tấn. Có thể mình mở rộng ra, mình đem vô siêu thị, mình đi tới sản phẩm, mình đi tới thành phố, các chỗ, các nơi, đưa vô Bách Hóa Xanh nữa. Để kịp giao đơn hàng trong dịp Tết năm nay, mỗi ngày, cơ sở này phải sản xuất khoảng 12 tấn sản phẩm các loại như bún khô, bánh phở khô, hủ tiếu khô. Làm nhiều lên á, là phải triển khai máy móc thêm lên, nhiều lên đặng mà mới làm ra sản phẩm mới kịp. Tại vì bây giờ mình mặn có một nửa, mình mặn tới 2-3, thì cái món hàng nào, cái máy nào nó cũng tăng lên hết. Rồi nhân công cũng tăng lên luôn. Vô đây mặn cũng được 3 năm rồi, mà công việc gần Tết thì mặn nó nhiều hơn. Mà lương thì lúc đó mình chủ lò thì trả cho mình nhiều hơn. Để mình trang trải thì sống khỏe lắm. Hiện sản phẩm bún của cơ sở này đã đạt được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh và ngày càng được nhiều người biết đến.